Các bạn quay trở lại với kênh Cốt Kỹ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề rất quan trọng của Clean Code đó là Clean Function. Các bạn có thể tìm được rất là nhiều bài viết về Clean Code nhưng đa phần là liệt kê các guideline mà sẽ rất khó để thực sự nắm bắt được và áp dụng được nó chỉ học qua như vậy. Cho nên trong video này thì mình sẽ giải thích các nguyên tắc cơ bản của Clean Code cũng như là trả lời các câu hỏi tại sao, khi nào và áp dụng như thế nào cho các bạn. Thì theo Uncle Bob, nếu nói về Clean Function thì đó chắc chắn phải là Small Function khổ Bob đã từng nói trong sách Clean Code mà mình xin trích dẫn ở đây. First rule, function phải nhỏ. Second rule, function phải nhỏ hơn nữa. Nói như vậy để thấy là small function là mấu chốt của Clean Code mà chúng ta nên follow strictly. Nhưng vấn đề ở đây là function phải nhỏ như thế nào thì đủ. 10 line hay là 4 line hay chỉ là 1 đến 2 line. Mình đã từng ở trong các buổi code review mà mọi người tranh cãi bất tận về một function đã đủ nhỏ hay chưa. Thì để trả lời câu hỏi này chúng ta cần phải hiểu tại sao Clean Code lại yêu cầu một function phải nhỏ khi các bạn hiểu được lý do thì chúng ta cũng sẽ biết được nhỏ như thế nào là đủ, chứ không phải mấy móc đếm số like để so function nhỏ. Và cũng như các nguyên tắc khác của Clean Code, Small Function cũng chỉ xoay quanh 4 mindset cơ bản mà mình nhắc lại sau đây. Readable là nghĩ về người đọc, Maintainable là nghĩ về việc chúng ta bảo trì code, nghĩ về người sẽ fix code, thêm feature code. Testable nghĩa là code phải test được, và Expandable nghĩa là khả năng mở rộng code. Ok, giờ chúng ta sẽ xem qua ví dụ sau. À, hôm nay mình đổi qua sạch ngôn ngữ JavaScript cho nó mới mẻ chút ha Chứ cứ viết C với C cộng cộng riết à, Với lại JavaScript cũng dễ tiếp cận hơn Ngay các bạn nào chưa học qua cũng có thể hiểu được đoạn code này Còn với C, C cộng cộng thì có nhiều sinh tắc Mà ở đây thì mình muốn tập trung vào concept của Clean Code hơn Ok, thì với ví dụ này Giả bộ như mình làm app quốc xe công nghệ cạnh tranh với Uncraft Khi user chọn điểm đón và điểm đến Thì mình cần show giá quốc xe lên UI Để làm điều này thì function show price Và làm 3 việc Đầu tiên là phải tính toán giá cơ bản dựa trên số km của chuyến đi, sử dụng map để đo khoảng cách và nhân với giá cơ sở cho 1 km. Tiếp theo, mình nhân giá lên nếu là vào giờ cao điểm, rush hour và nếu là trời đang mưa. Cuối cùng, render thông tin về giá này lên UI. Phân này có tất cả 16 dòng, bao gồm cả tên phân comments và khoảng trắng. Nếu chỉ đếm trên các dòng code thì sẽ chỉ có khoảng 9 dòng code trong body của function, ít hơn 10 dòng code. Như vậy thì function này đã đủ nhỏ hay chưa? Mình có đọc qua một số blog về function trong clean code. Một số bạn cho là 20 dòng code là chấp nhận được. Một số khác thì cho là 20 dòng là quá dài. Một function chỉ nên 4 đến 5 dòng code thôi. Theo ý mình thì cái nào cũng sai cả. Số line code phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các ngôn ngữ lập trình như C, C++ cộng cộng có nhiều sinh tắc lằn hoàng hơn so với các ngôn ngữ hiện đại như là Python hay là phong cách viết code có người thích xuống hàng nhiều. Thì đếm số line của code chỉ kết luận được là function ngắn hay dài, chứ không thể kết luận được là function đó là small hay là big function. Thì để đánh giá là small function hay không, chúng ta nên dựa vào nội dung của nó thay vì số dòng code. Một small function sẽ phải đảm bảo hai điều, đó là do one thing và one level of abstraction. Mình đã nhá hàng ở slide trước rồi đó, nó các bạn có để ý thấy. Thì đây là hai key point để đánh giá xem một function có đủ nhỏ hay không. Với do one thing, thì bác Bob nói là function should do one thing. They should do it well and they should do it only. Lần này là bác ấy viết hoa luôn. Thì đây là nguyên tắc rất quan trọng. Nó chính là SRP, tức là Single Responsibility Principle, ở trong Solid Principles. Thì tại sao do one thing lại quan trọng như vậy? À, một lưu ý là one thing chứ không phải one step nhé. Thing ở đây là Responsibility, tức là nhiệm vụ là mục đích mà function nó được tạo ra. Một function có thể cần vài step để làm được nhiệm vụ của nó. Thì chúng ta hãy xem một ví dụ sau. Đây là một function send mail, nhận vào ba tham số. Recipient, tức là thông tin về người nhận, chính là địa chỉ email và có thể là các thông tin thêm như là tên người nhận. Mail body là phần nội dung của email và attachment là các tập tin đính kèm mail. Thì function send email này là mấy việc đơn giản đầu tiên thì ở dòng số 3 sẽ kiểm tra cái format của recipient có đúng hay không. Ở dòng thứ 5 đến thứ 7 nếu như recipient này chưa tồn tại trong contact thì sẽ áp vô contact list để lần sau mà mỗi khi chúng ta xem mail thì sẽ tự động xuất hiện recipient. Ở dòng số 9 đến dòng số 10 sẽ encode attachment vào trong Mail body theo chuẩn ngành code là bay 64 và ở dòng số 12 sẽ gọi một method post để gửi email đi à, với một function send mail thì nhiệm vụ của nó là send email tên của function cũng đã nói lên rất rõ ràng rồi nhưng ở đây thì nó làm thêm một việc nữa đó là add recipient vào contact cách này gọi là hidden thing và là side effect của function à, bởi vì nó không phục vụ cho nhiệm vụ duy nhất của function là gửi mail side effect này nếu ai đó sử dụng function của bạn thì họ sẽ không biết được trừ khi là họ vào xem implementation code của function. Ví dụ như send email được sử dụng cho sự kiện click button của send mail. Thì người review code chỉ expect là function này thực hiện việc send mail mà không hề biết gì về việc function cũng lanh chanh add luôn recipient và contact. Thì để trả lời lý do tại sao function chỉ nên có một nhiệm vụ. một một function làm đúng nhiệm vụ, mass với của nó sẽ rất là dễ dàng cho reader nắm bắt được mà không cần phải chăm vào mỗi function để đọc code việc này tiết kiệm nhiều thời gian cho reader hay là reviewer và reader cũng không cần phải switch cái mindset từ phân chính và phân con và mất đi sự tập trung vào nhiệm vụ của phân chính và khi reader nắm bắt các phân thì cũng dễ dàng hiểu được code structure và id vì code của bạn là sự liên kết của các phân gọi cho nhau với clear phân thì code cũng đóng vai trò như là document luôn và code luôn là document chính xác nhất vì code sao thì chạy vậy mà À, việc viết phân sinh làm nhiều nhiệm vụ sẽ khiến cho người đọc khó nắm bắt được ý tưởng của người viết code. Nguy hiểm hơn là không biết được sự hiện diện của side effect và khi maintain code sẽ rất dễ tạo ra các bất do không hiểu rõ về các phân Cuối cùng thì việc testing cũng tốt hơn với các phân sinh có single responsibility. Đảm bảo phân sinh của bạn là một nhiệm vụ duy nhất sẽ giúp test cover được code của bạn tốt hơn. Side effect hầu như không được test và đó cũng là một trong những cỗ máy đẻ bất rất là nhiệt tình luôn. Ok, quay lại với ví dụ xem mail. Sau đây phải bị loại bỏ, chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ tạo ra một xanh khác, ví dụ như là add to contact và chỉ gọi khi nào user yêu cầu. Tuy nhiên, với hai đoạn code này thì sao? Có nên mua ra khỏi function send mail và để send mail chỉ thực hiện một việc là gọi mail at transport để gửi mail đi hay không? Thì các bạn suy nghĩ như thế nào? Hãy để lại ID của các bạn ở dưới một bình luận nhé. Ok, tiếp theo sẽ là One Level of Abstraction. Thì đây là gì? Đầu tiên, thì khái niệm abstraction là gì? Abstract đơn giản nhất chính là hai detail information, tức là giấu đi thông tin chi tiết. Và như vậy thì one level of abstraction cũng tức là one level of detail information. Tức là một function chỉ nên có một level detail thôi, mà ở đó chính là các bước cần thiết để function làm được nhiệm vụ của nó. Chi tiết hơn của các bước này thì nên được wrap lại vào trong một function khác. Ví dụ, function send email đã được là bỏ side effect, thì function này hiện đang có nhiều hơn một level của abstraction. Chúng ta biết là để xem mail thì đi theo các bước sẽ là kiểm tra format của recipient có hợp lệ hay không. Tiếp theo sẽ là encode adjustment của mail body và cuối cùng là gọi post method của mail adjust service. Với việc validate recipient, chúng ta có một function làm việc này và reader chỉ cần biết là nó thực hiện việc kiểm tra recipient. Chi tiết việc nó validate như thế nào là detail của function validate. Reader sẽ không cần phải bận tâm. Với encode adjustment thì function đã chi tiết luôn cách implement, tức là đã theo một level detail vào function này và lúc này Reader cần switch mindset vào cách implementation này và tạm thời lưu focus của function chính là mail Cách tốt hơn là wrap detail của encode vào một function riêng. Và như vậy thì Reader sẽ không bị phân tâm, việc đọc code sẽ trơn tru hơn và nhanh hơn rất là nhiều. Thêm nữa thì khi test encode attachment ra thành một function riêng, chúng ta cũng sẽ có unit test riêng cho function này. Đồng thời thì function send mail cũng sẽ trở nên gọn nhẹ hơn. Tổng thể chung thì test coverage sẽ tốt hơn. À, và trong cuốn sách về clean code của mình thì Uncle Bob có đưa ra một trick khá hay để xác định các level of abstraction, các bước trừu tượng mà bác bóc gọi nó là the step down rule. Phương pháp này rất đơn giản. Chúng ta cứ đọc các bước để thực hiện function từ trên xuống dưới, sử dụng các đoạn văn bắt đầu với chu. À, ví dụ như function xem mail. Thì để xem mail, chúng ta đầu tiên phải validate recipient. Sau đó thì encode attachment, và cuối cùng là gọi post method của mail cha OK, chúng ta step down thêm một bước nữa. Thì để validate the recipient, chúng ta phải kiểm tra nếu email đó có đúng format hay không. Để encode attachment, thì chúng ta sẽ loop through, tức là lúc qua tất cả các adjustment và encode mỗi cái đó với bay 64. À, sau đó thì append vào trong mail body. Và cuối cùng để post method của cái mail thì chỉ đơn giản là gọi post method trực tiếp. Ok, chúng ta đã nắm bắt được phần cốt lõi của Small Function rồi ha. Giờ thì hãy cùng nhau thử áp dụng để liên các ví dụ đầu tiên và tính cước xe. Trước tiên thì các bạn có nhận thấy code smell nào trong ví dụ này không? Nếu các bạn tìm thấy, hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Bây giờ chúng ta thử áp dụng step down rule của Uncle Bob để refractor function. Thì để show trip price, đầu tiên cần phải tính trip price trước. Sau đó thì cập nhật element trip price lên UI với giá trị tính được. Thì đây chính là first level abstraction, mức trụ tượng đầu tiên của function. Chúng ta tiếp tục step down thêm. Để tính được trip price đầu tiên, tính pay price trước, sau đó nhân với hệ số điều chỉnh. Tiếp một level nữa. Để tính được pay trip price thì mở số trip, tức là đo khoảng cách của quãng đường theo km và nhân với giá cơ sở trên 1 km. Để tính hệ số điều chỉnh, cần kiểm tra xem có phải là giờ cao điểm hay là thời tiết đang mưa hay không để lấy hệ số nhân phù hợp. Mỗi step down như vậy, chúng ta sẽ tách ra thành một function như sau. Ok, function show chip price được sử dụng để hiển thị chip price lên trên UI. Calculate chip price là function được dùng để tính chip price mà sau đó sẽ sử dụng bởi show chip price. Calculate base chip price là function được sử dụng để tính giá cơ sở. Và get price multiplier là function được sử dụng để lấy hệ số nhân mà chúng ta sẽ sử dụng khi tính chip price. Thì như các bạn thấy, mỗi function bây giờ chỉ có một responsibility duy nhất và một abstraction level duy nhất. Do vậy các function này có thể được gọi là small function. Mỗi function này có kích thước rất ngắn, chỉ từ 3 đến 5 dòng code. Thì đây là hệ quả của việc chúng ta tách một function lớn thành các function nhỏ. Vì mỗi function nhỏ chỉ có một nhiệm vụ, một abstraction level nên sẽ rất là ngắn. Các bạn chú ý nha, số dòng code là hệ quả tất yếu chứ không phải là điều kiện để xác định một function là small function hay không nha. Mình nhắc lại là small function được xác định dựa trên hai tiêu chí chính là do one thing tức là Single Responsibility và One Abstraction Level. Ok, đó là phần chính trọng tâm mà mình muốn chia sẻ hôm nay. Thì uh, Function là một chủ đề rất quan trọng trong Link Code. Trong video tiếp theo về Function, chúng ta sẽ xem qua một số thứ hay ho về Function mà mình trích rút từ sách Link Code của Bad Bob cũng như kết hợp với kinh nghiệm làm việc của mình. Uh, còn bây giờ thì, thank you for watching. Các cốt kỹ đừng quên subscribe kênh cốt kỹ và turn on notification cũng như like fanpage để biết thêm các thông tin về các video mới tiếp theo nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo tạm biệt